Thanh Hóa, hàng quán mọc tràn lan trên quảng trường Lam Sơn, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục thể thao của thành phố và tỉnh cũng như địa điểm vui chơi hoạt động của người dân thành phố. Thế nhưng quảng trường Lam Sơn lại đang bị chiếm dụng bởi các cơ sở kinh doanh tự phát. Nếu không được quản lý chặt chẽ, thì e rằng đây sẽ là địa điểm lý tưởng của những hàng quán. Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa có tổng diện tích là 31.000 m², nằm trên địa bàn phường Điện Biên và phường Đông Thọ, được xây dựng từ năm 2005. Quảng trường này là điểm nhấn quan trọng của thành phố Thanh Hóa. Không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục, thể thao của thành phố và của tỉnh Thanh Hóa, đây còn là địa điểm vui chơi giải trí ngoài trời và cũng là nơi tập trung rất đông các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân. Có thể nói quảng trường Lam Sơn là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của tỉnh và thành phố. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây một số hộ dân thuộc địa bàn phường Điện Biên và một số phường, xã lân cận đã tập trung đến quảng trường bày bán hàng trên vỉa hè và khu vực công cộng vào buổi tối, chủ yếu các mặt hàng kinh doanh như tô tượng, dịch vụ vui chơi trẻ em, hàng nước giải khát, trái cây và đồ ăn. Quảng trường bị chiếm dụng thành nơi buôn bán, tụ tập vui chơi, ăn uống khiến người dân trên địa bàn rất bức xúc. Người đi bộ hay tập thể dục không còn lối đi. Các cơ sở kinh doanh tự phát đã bày bàn ghế trên khắp mặt bằng quảng trường, cả trên khu vực thảm cỏ, khách đến đậu, đỗ xe máy, xe ô tô, xe đạp tự do gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, chức năng, mục tiêu đầu tư của quảng trường. Hàng ngày bắt đầu từ khoảng 17 giờ chiều đến 23 giờ khuya, khu vực này lại ngập tràn hàng quán, cùng với các xe bán hàng rong khắp nơi tụ tập để bày bán khắp quảng trường. Khách uống nước ngồi la liệt dọc theo các tuyến vỉa hè, nhiều hàng quán còn ngang nhiên căng bạt cả khu vực phía trong quảng trường để bày bán. Xe máy, ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Sau mỗi buổi tối, trên vỉa hè, dưới lòng đường đầy những vỏ lon nước ngọt, vỏ hạt dưa, hướng dương, kẹo bánh. Đồng thời việc người bán hàng, người dẫn thiếu ý thức vứt rác bừa bãi là không thể tránh khỏi. Ông N, trú tại phường Điện Biên cho biết, từ khi quảng trường đưa vào sử dụng người dân trong khu vực rất phấn khởi vì có chỗ rèn luyện sức khỏe, thư giãn và sống lành mạnh hơn. Tuy nhiên, nhiều năm qua khu vực quảng trường bị chiếm dụng làm nơi tụ tập, buôn bán nên cũng vắng bóng người đi bộ, tập luyện thể dục, thay vào đó là cảnh xô bồ, nhét nhác của các hàng quán. Việc các hàng quán mọc tràn lan còn kéo theo tình hình mất an ninh trật tự. Khu vực này trở thành địa điểm tụ tập của nhiều nhóm thanh niên ngồi tới tận đêm khuya, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Trao đổi với ông Lê Đình Mão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên, ông Mão cho biết, chúng tôi vẫn tuyên truyền xử lý thường xuyên, nhưng cũng có nhiều cái khó cho anh em về công tác xử lý. Sắp tới chúng tôi sẽ ra quân thường xuyên và anh em báo chí tuyên truyền cho các hộ kinh doanh. Quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên đang bị thu hẹp bởi tình trạng kinh doanh tự phát lấn chiếm. Trong khi đó, các cơ quan chức năng lại thiếu kiên quyết trong việc lập lại trật tự, dẫn đến tình trạng chiếm dụng nơi công cộng để buôn bán diễn ra nhiều năm khiến người đi bộ, đi dạo không có không gian vui chơi, giải trí, tập thể dục, đồng thời kéo theo tình hình mất an ninh trật tự. Do đó, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, trả lại nơi vui chơi, khu vực công cộng cho người dân. Môi trường và đô thị sẽ tiếp tục thông tin.